À, mọi người và các bạn ơi, hôm nay tôi lý thắm cảnh đẹp, tức là cái cảnh nhộn nhịp ở chợ Sĩ Nam, huyện Diễn Châu. Mọi người nhé, tức là cái chợ này cũng rất lớn lắm ở quê tôi, nhưng mà ở nhà tôi á, xuống chợ cũng tầm cỡ 14-15 km mọi người và các bạn ạ. Nhưng mà những cái chỗ nào mà trục đường hơi khó thì tôi không quay video, vì quay lên thì mọi người và các bạn cũng rất khó xem. Vậy cho nên là tôi sẽ không quay những cái đoạn khó. Còn vì lý do, tức là tại làm sao mà đường khó là vì tôi lại đi tắt cho nó gần hơn, gần được khoảng 3-4 km mọi người và các bạn ạ. Thôi bây giờ những cái chỗ nào mà dễ đi thì tôi quay vào cái cảnh video, để vào cái video này để mọi người biết, tức là hôm nay thì cảnh trời cũng rất nắng, nhưng mà tôi vẫn tức là đam mê về cái chia sẻ các cái video ở trên YouTube để mọi người cùng các bạn tức là xem cùng tôi cái cảnh nhộn nhịp ở chợ Sĩ Nam, quê hương huyện Diễn Châu chúng tôi, mọi người và các bạn nhé. Nha, chào các bạn, ta đón xem mọi người và các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi nổ máy và đi tiếp mọi người và các bạn nhé. Đấy, cái đoạn đường này thì cũng rất dễ đi, là vì tôi đã đi tắt qua một quãng rất xa rồi. Vì cái quãng này thì đường nhựa mới lên cấp cho nên cũng rất dễ đi, là vì lúc này là tôi đi tắt cho nên hơi khó đi. Thì đi tắt thì quãng đường nó lại ngắn lại mọi người và các bạn ạ. Đấy, hôm nay trời rất nắng, mới sáng sớm, tức là mới có hơn 6 giờ thì mọi người và các bạn, 6 giờ sáng đấy, mà bây giờ cái cảnh nắng rất chói chang, nhưng mà tôi vẫn đam mê, tức là để đến chợ Sĩ Nam giới thiệu với mọi người và các bạn xem cái cảnh nhộn nhịp mua bán ở chợ Sĩ Nam, huyện Diễn Châu, quê hương tôi, mọi người và các bạn nha. Đây, tầm cỡ khoảng 500 m nữa mọi người và các bạn. Đây mọi người và các bạn ơi, đấy, có cái quãng đường rất xa, nhưng mà tôi cũng đi tắt hết. Tôi cũng đi tắt để nó giảm ngắn rất nhiều. Mà bây giờ tôi đã đến cảnh chờ đấy. Mọi người các bạn có thấy không? Trời nắng mùa hè rất chói chang. Mà bây giờ tôi đã đến ngay cổng chợ đấy mọi người. Mọi người và các bạn, tôi lại giới thiệu lại là tức là cái cảnh chợ Sĩ Nam ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nơi quê hương huyện Diễn Châu. Đây mọi người và các bạn, hiện nay tôi đã đến cổng chợ Sĩ. Đấy, tức là cổng chợ Sĩ Nam, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, quê hương chúng tôi nha. Đây, tức là cái cảnh ra vào bây giờ bắt đầu ra vào để mua bán rất đông mọi người và các bạn. Bên này là các cái lề đường, các cái quán hàng rất đông, nơi quê hương Diễn Châu cũng kề ở đường 1, quốc lộ 1A luôn. Đấy mọi người nha, mọi người xem cái cảnh mua bán nhộn nhịp nha. Đấy, bây giờ chị em bán các cái hàng vặt ở cổng chợ đây. Đấy.
đủ đủ các hàng, đủ các mặt hàng mọi người và các bạn ạ. Quay nuôi mà bạc thì quay ở trên công các bạn ơi, cho rồi.